đi nè. Bự quá cả nhà ơi. Nè. Quá xá luôn, chú ú ị à. Dạ, tham gia cuộc sống hiện nay xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. Bây giờ là cũng hơi phia, dân đi thăm câu. Chiều đi làm về vội vã, trời mưa, dân đi cắm mấy cái chục bên câu. Ủa mà không phải mấy chục, có mấy cần à, nó lộn. Mà mưa đó nên mình không có quay. Chiều mưa quá à. Giờ hết mưa mình đi thăm phia, sáng đi làm nữa thăm được. Con cá rô này khá là nặng cho nên nó quặn từng đâu nè. Nó mạnh quá. Cái chỗ này thì khá là âm u rậm rạp. Chỉ có mình với Caramel thôi, cháu mình đi học rồi, rồi tiếp tục đi lại này nữa nha. Trời ơi, thấy anh đẹp quá chỗ đó. Đấy nữa rồi. Thôi mình đi nữa đi. Đi qua này, bên đây đi đường này. Đường này là Caramel. Chỉ vì Caramel có đèn cho nên mình không có lấy cái đèn. Vô đây ông gạp sợ nó dướng dắt. Chiều chỗ cái dân mưa dữ dội lắm. Mình đi trước chứ. Đó nữa nè. Cái sừng này không có dính rồi. Rồi đi nữa. Ở đó nữa nè. Ôi không dính rồi. Ê, cái sừng này còn màu nè. Ủa hết rồi mọi. Hết rồi. Rồi mình đi tiếp tục. Được chú cá rô mè. Cái rô mè này nó khá là bự. Ui, tới rồi. Ui, quá trời ơi. Con cá bự. Cái gì đấy? Ui, chú cá treo, chú cá treo bự quá. Xích hệ xích hệ. Nó dướng, nó dướng. Ủa, phải cái cây này nó dướng, phải cây kia. Anh tưởng cây trên. Chú cá chê nè. Quá xá luôn. Ủa cái màu nước ở đây nó đen á nên chú cá chê của mình nó cũng màu đen luôn. Ủa chú cá chê bự quá cả nhà ơi. Nè. Quá xá luôn, chú ú ị à. Coi à, chú dãy ghê hồn chưa. Từ nha. Ấy xong. Chú cá chê. Cá chê này không biết là chê trắng hay chê vàng luôn, tại vì cái nước ở đây nó màu đen đó nên thân hình của chú cũng được nhuộm một màu đen thui. Dãy dữ dội luôn. Mình cắm bằng mồi vé lên nhảy cá dữ lắm. Được hai con ấm à. Mình đi hướng này còn mấy cần nữa nè. Dạ,
mình cuốn câu luôn, tại vì sáng đi làm rồi không có mà đi thăm buổi sáng được, đi lợi chỗ trống trống cho cả nhà mình coi á, là thành quả của hôm nay. Thành quả hôm nay á, là hồi chiều dân cắm á, cũng chục cần thôi, không có cắm nhiều. Trong cái chỗ gặm gạp này á, thì lâu lắm rồi mình không có đi trở lại cắm. Chiều á, là do trời mưa nên mình không có quay được cái cảnh đi cắm. Giờ đi thăm thì được hai chú cá. Hai chú này á, là nó rất là ngập. Cá đồng này nó rất là ú, là dẻ thịt nặng lắm. Tuy hôm nay thu hoạch không có nhiều, nhưng mà dân muốn gửi đến cho cả nhà mình xem, đi đánh bắt ở vùng quê là thật sự không có phải lúc nào cũng trúng, cũng đạt được nhiều đâu. Có bao nhiêu thì dân đăng bao nhiêu, mong cả nhà xem thông cảm giùm cho dân nha. Thật sự ra là có lúc thất, lúc trúng, không phải lúc nào mà mình cũng có cá nhiều đâu. Dạ, đến đây thì Thanh Dân xin kết thúc cái chuyến đi thăm câu đêm của cái chỗ gặm gặp. Mình rất là lâu mới trở lại đây thì cũng may mắn dính được hai con, cũng được bữa ăn cho gia đình. Dạ, Dân xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn mình ngủ ngon, nhiều sức khỏe ạ.